Cô nương là Nô gia tới đây để hầu hạ công tử. Lại đây. Cô ơi. Xin hãy cứu chúng con. Xin cứu giúp chúng con. Xin cứu giúp chúng con. Xin hãy cứu giúp chúng con. Xin cứu giúp chúng con. Xin hãy cứu giúp chúng con. Xin cứu giúp chúng con. Xin hãy cứu giúp chúng con. Ông trời ơi, ông trời ơi, xin hãy cứu chúng con. Ông trời ơi, xin 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 hãy phù hộ chúng con. Ông trời ơi, xin phù hộ cho chúng con. Xin phù hộ cho chúng con. Ê nè, lão tình quái à. Lại là hai người chúng ta tới trước tiên á. Bởi vì hai người chúng ta luôn luôn tuân thủ thời gian mà. Ai nói vậy? Hả? Bọn ta cũng tới rồi. Mời. Ê, trời. Tới rồi, là tới chúng rồi, ta tới sao rồi. Nè, lại là 7 người chúng ta tới trước sao? Mọi người nói, tại sao lần nào chúng ta cũng tới trước vậy chứ? Còn phải nói nữa, mỗi lần gặp nhau á, huynh ấy vẫn cứ hay tới trễ hoài. Đừng có nói nữa, chẳng phải tới rồi sao? Ý? Tới rồi. Để cho 7 đại thiên các vị cùng đứng đây đợi ta lâu như vậy, thực sự là vô cùng xin lỗi. Nè, làm bộ. Động Tân à, mấy ngày không gặp, tại sao ngươi lại có thêm căn bệnh? Làm bộ vậy chứ. Huynh á, cứ thích ra vẻ thần bí nhất thôi. Đâu để huynh ấy, đạo đồng của huynh ấy cũng y như vậy.
Tiểu Vũ tham thí mắt tiên. Đứng lên đi. Cái tính hấp ta hấp tấp này của ngươi tới bây giờ vẫn không thay đổi. Mắt tiên chúng ta gặp nhau là có chuyện cần bàn. Ngươi tới làm gì? Công tử, cậu xem. Quán khí ngút trời. Thì ra thôn Long Tuyền, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Sơn Tây có yêu nghiệt đang hoành hành. Anh nè Đồng Tân à, thôn Long Tuyền này chẳng phải là quê nhà ở trần gian của huynh sao? Thôn Long Tuyền có yêu nghiệt, chúng ta có cần xuống dưới xem thử không? Đương nhiên phải đi. Ta muốn đi xem thử là ai dám hoành hành ở quê nhà của Lữ Đồng Tân. Thành thuần âm chân khí, nam nhân trong thiên hạ, các người chết chắc rồi. Cũng khá bình tĩnh đó. Nhìn chàng thật khôi ngô tuấn tú. Ngươi nhìn ngươi đi, ngươi đúng là tham ăn thật đó, ngay cả da cũng dám ăn nữa. Tiểu tử kia, người chán sống rồi có phải không? Hê, ta mà chán sống hả? Ta thấy ngươi mới là kẻ chán sống đó. Ngươi ngươi là ai? Lữ Động Tân. Lữ Động Tân. Hmph.
Lữ Động Tân, người muốn giết thì cứ giết đi. Các người muốn giết thì giết ta đi. Hôm nay các người không giết ta, sớm muộn cũng có ngày ta tới tìm các người để trả thù. Khoan đã, đối phó với thứ yêu nghiệt này cần gì tới nhiều người chúng ta ra tay chứ? Cũng đúng. Lữ Động Tân, nè, ta nói nè Động Tân, sao huynh lại để cho ả chạy đi mất vậy? Đúng vậy, chúng ta chỉ lấy chân bá tánh mà hạ phàm thu phục yêu quái, huynh thả đi dễ dàng vậy hay sao? Mục đích chúng ta hạ phàm là gì, huynh nói thử xem. Công tử, có phải là công tử... Nè, Tiểu Vũ à, người khác không hiểu tâm tình công tử nhà ngươi, lẽ nào ngay cả ngươi cũng không hiểu luôn? Chung Ly tiên trưởng, chúng ta đều biết mà. Nè, huynh cũng biết. Nói như vậy, Chung Ly lão ca, huynh cũng biết rồi. Chuyện này, trời biết, đất biết, hắn biết, ta biết. Không đúng, lão mập à, sao lại bỏ sót ta chứ? Đúng. Nè, các vị à, không phải ta nói khoác đâu, về chuyện này ta cũng biết đó. Các người đừng nói chuyện lúc mở nữa nha. Lão mập, huynh nói đi, chẳng lẽ yêu quái đó có quan hệ với Động Tân? Cô ấy và Động Tân thì không quan hệ gì, nhưng mà có liên quan tới một người. Nè, chờ một chút, cuối cùng thì chuyện này là sao chứ? Sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện thêm một người khác nữa? Đúng vậy đó lão mập, đem đầu đuôi câu chuyện này kể lại với mọi người cho rõ ràng đi. Các vị đều muốn biết có phải không? Đúng vậy. Các vị muốn biết á, vậy cầu xin ta đi, ta sẽ nói các vị biết liền. Huynh thiệt tình, Chung Ly, không cần huynh kể. Được, hãy để cho Động Tân kể đi hả? Nói tới năm đó, ta sinh ra ở phủ Hà Trung, huyện Vĩnh Lạc. Sao Lữ huynh thật là khách sáo. Được rồi, lần sau lại tới nghe. Lữ huynh à, xin dừng bước. Cáo từ. Cáo từ. Mời. Được mời. Được. Cáo từ đi thông thả. Mời cáo từ. Cáo từ đi thông thả. Thông thả, thông thả. Công tử à, cậu xem đi, cậu hiếu khách như vậy, bận rộn như vậy, vậy cái gì đây hả? Ta chẳng qua là thích kết giao bằng hữu thôi, cùng luận học lực, luận võ công, ta đâu có lãng phí. Phải, công tử đương nhiên không có lãng phí, nhưng mà bây giờ khoa thi mùa xuân cũng đã sắp tới rồi. Vậy công tử, có phải cậu cũng nên lo chuyên tâm đề sách hay không? Trên dưới dưới ở trong phủ này, cũng chỉ có người dám nói với ta như vậy thôi, hả? Thì ai kêu công tử thương Tiểu Vũ như vậy? Tiểu Vũ không quản được cậu, vậy trong phủ này còn ai có thể quản cậu được chứ? Được. Nè, công tử, vậy mời. Công tử à, đường kiếm của cậu tinh tế thật đó. Dư thừa. Công tử à, ngay cả Tiểu Vũ ở bên cạnh của cậu á cũng có thể múa được vài chiêu, cậu xem nha. La gì mà la, vẫn còn mà.
Nếu không có ta, ngươi đã vào cung làm thái giám rồi. May mà giữ được. À, công tử à, tôi không muốn vào cung đâu, theo hầu cậu vẫn hơn. Nhiều chuyện. À. Công tử, em công tử. Làm gì cũng vội vàng gấp gáp, hấp ta hấp tấp, ngươi đừng hấp tấp như vậy có được không hả? Đúng vậy, Tiểu Phong đâu có tôn trọng cậu. Nè, nói tôn trọng thì ta tôn trọng hơn ngươi nhiều đó. Ở đâu mà ngươi tôn trọng hơn ta? Nè, nếu không phải ta tôn. Nè nè nè, ngươi... hai người nói nửa ngày rốt cuộc tìm thấy giả công tử chưa vậy? Công tử, tôi định nói với cậu cũng tại ngươi đó. Giả công tử có chuyện rồi. Ủa gì vậy? Sao vậy? Sao bị đánh vậy? Công tử, công tử à, cậu không sao chứ? Sao vậy? Các ngươi, cái tên nghèo mạt này, cậu không mở mắt ra nhìn thử xem chỗ của ta là chỗ nào? Kỹ viện mở rộng cửa, không tiền thì đừng vào. Bà, sao bà có thể nói như vậy được? Ngân lượng rồi, ta đã đổ toàn bộ ngân lượng vào đây, cũng chính là gì? Cô nương đúng không? Hả? Trời. Ai tới đây mà không phải vì cô nương chứ? Lẽ nào vì đám gia đình này của ta mà tới? Hả? Ta họ giả kìa. Ta nói cho cậu biết, ta làm vậy là khách sáo lắm rồi. Cậu ở chỗ ta ăn uống vui chơi nhiều ngày như vậy, nếu không phải vì ta nể mặt của Ngọc Thu, ta đã đuổi cậu đi từ lâu rồi. Hôm nay cậu còn muốn quỵt tiền không trả, sao cậu không đi ra ngoài hỏi thăm nghe ngóng thử xem, xem bà cô này là thần tiên gì ở chỗ này? Hả? Người đâu? Lột hết quần áo hết cho ta. Các người đúng là quá đáng mà. Không thả ta. Muốn chết thả ta ra. Thả ta ra. Các người đừng có làm vậy. Thả ta ra. Thả ta ra. Không có tiền mà chúng ta đi chơi. Bỏ ta ra đi. Thả ta ra. Đừng làm vậy. Đừng đọc cho ta. Công tử ra đi. Đánh chết nó luôn. Đừng làm vậy mà. Đáng đời mà. Công tử ra. Các người tới đây gây rối không? Các người đúng là quá đáng thật mà. Quá đáng. Vậy là còn dễ cho cậu rồi. Ta nói cho cậu biết, bộ đồ này xem như tiền nhà mấy ngày nay. Vô chỗ này. Tốt nhất là cậu nên biến khỏi mắt ta, đừng để ta nhìn thấy. Nếu như còn dám xuất hiện trước mặt ta, đúng rồi, ta sẽ sai người móc mắt cậu ra, rồi đốt thành tro, sau đó đánh chết cậu, đem cho chó ăn. Đúng rồi, thiệt tình luôn. Ờ, phải rồi đó. Các người đúng là quá đáng thật mà. Ta đây thôi. Các người. Phải rồi. Thôi, lo gì vậy? Vậy đi. Có tiền thôi. Các người nhớ cho ta, các người sẽ gặp quả báo. Đi thôi công tử ơi. Các người sẽ gặp quả báo. Mọi người mau nhìn xem, nhìn xem đi. Giờ cậu ta thành ra như vậy, còn nói ta gặp quả báo. Cũng càng xa càng tốt nha. Phải đó. Về đi. Đừng có thiếu. Vậy thôi, vậy thôi. Có chuyện vậy thôi. Thôi, đi thôi. Bây giờ nói tiếp nghe. Ai dạ dạ, đây chẳng phải là Lữ công tử sao? Lữ công tử à, hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà khiến cậu đích thân tới đây vậy hả? Bà đúng là biết ăn nói thật ha. Ôi trời ơi, xem cậu nói chuyện kia kìa. Ở trong cái phủ Hà Trung này, ai mà không biết, ai mà không tường tận Lữ đại công tử chúng ta là người giàu có nhất ở cái phủ này kia chứ. Ai da, đúng là quý thật bà. Ai da, nè 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 nè, các cô nương à, mau ra đây đi. Nhanh lên, ở trong đó có cái gì vậy? Có khách quý tới đây nè. Tất cả mau ra đây cho ta. Vậy nhanh đi, nhanh đi. Công tử à, xin mời, xin mời. Đi Lữ công tử, Lữ công tử, hôm nay thật sự là trọng tới nhà tôn, nhưng mà không biết Lữ công tử này, cậu để ý gì cô nương nào ở chỗ ta vậy hả? Giả nhân chẳng phải ở đây sao? Giả nhân? Ây dù, ta hỏi cậu nè, cậu có phải đang nói đùa không vậy? Ở chỗ ta đều là người sống người thật, đâu có người giả nào. Cậu là đang đùa với ta rồi nè. Rõ ràng giả công tử ở chỗ của bà. Vừa rồi ta còn nghe tiếng giả công tử mà. Trời, chuyện đó Lữ công tử à, cậu đừng có gấp, ta nói cậu nghe. Cái cậu giả công tử đó giờ đã xài hết ngân lượng. Đúng ra ta muốn giữ cậu ta ở lại đây mấy ngày, nhưng mà cậu ta cứ cảm thấy áy náy, cho nên đã tự ý bỏ đi rồi. Cái gì mà tự ý bỏ đi rồi? Công tử, tôi đi xem thử. Mama. Trời ơi. Ây trời ơi, con gái của ta sao con ra đây vậy hả? Dạ công tử, huynh ấy đâu? Ây trời ơi, con gái. Giả công tử hắn đi rồi, đừng có nhớ hắn nữa mà. Mama, sao lại như vậy? Giả công tử vừa... Thì con gái ngoan của ta, bà con nhỏ của ta ơi, còn không nhìn thấy sao? Ở chỗ chúng ta đang có vị khách quý, đừng có làm loạn nữa ha. Nghe lời đi nha. Hả? Nè nè,
để ta giới thiệu với con, vị này là người giàu nhất phủ hạ trong chúng ta, Lữ Nham Lữ công tử. Lữ công tử à, vị cô nương này là hoa khôi đẹp nhất ở chỗ này, Ngọc Thu cô nương. Lại đây đi Ngọc Thu, mau lên mau chào Lữ công tử đi con. Tiện thiếp bái kiến Lữ công tử. Trời, sao lại như vậy? Tay kìa. Trời ơi, sao lại vậy chứ? Sao thân mật quá vậy? Phải. Trời ơi. Đúng là thiệt là không ngờ đó nha. Nè, mọi người nhìn xem. Có thể nói là trai tài gái sắc, trên đời có một đôi, dưới đất có một cặp, như là một đôi uyên ương vậy đó. Nè, vậy thì còn hai người chẳng phải là cùng một đôi trời sinh hay sao? Thiệt tình hai người chúng ta hả? Người thì chết đi. Hết chuyện đùa rồi sao? Ngọc Thu cô nương, quả nhiên xinh đẹp. Hèn chi giả huynh đối với cô vừa gặp đã yêu rồi. Có thể vì cô mà tâm hồn điên đảo. Tiện thiếp xin đa tạ lời khen của Lữ công tử. Giả công tử vẫn thường nói với thiếp là Lữ công tử rất tốt với huynh ấy. Tốt. Nếu như giả huynh không có ở đây, vậy ta xin cáo từ. Nè. Ây trời, Lữ công tử. Khoan đi đã. Cậu đã vào đây rồi, chẳng lẽ ra về tay không sao? Nếu cậu không thích Ngọc Thu cô nương của ta, ở đây ta còn Ngọc Xuân nè, Ngọc Hà nè, và còn nhiều cô nương khác. Ngọc gì cũng có. Cậu Dạ. Nhiều quá. Công tử, ngân lượng kìa. Trời ơi, nhiều quá. Phải đâu, con ngân lượng này. Ta cũng muốn có. Ngân lượng lớn quá. Không tin được. Đã qua gặp mặt Ngọc Thu cô nương, cầm lấy đi. Lớn quá, không ngờ đó. Ủa trời, hào phóng thiệt đó. Trời đất ơi, đúng là giàu nhất vùng mà. Quà gặp mặt mà đã lớn tới như vậy rồi sao? Ôi trời ơi, Lữ công tử này thật sự là lắm tiền nhiều của mà. Ôi trời ơi, ôi ngân lượng ơi. Ôi trời ơi, cười cái gì mà cười hả? Đi mau đi tiếp khách đi. Đi thôi. Không biết là chiều nay chúng mình có thể không ha. Không biết làm cái đời nào mới có được một cục như vậy. Bên này công tử, bên này. Nè, cẩn thận đó. Phúc Nhi à, ta thật sự rất là đói. Từ sáng tới giờ không được ăn cái gì hết, ngay cả nước cũng không có để uống nữa. Công tử à, cậu ráng chịu chút đi, giờ tôi đi xem thử có gì ăn được không. Được, đi đi. Dạ. Thưa thần tiên, giả nhân con tuy không phải là giàu có gì, nhưng cũng xem như là người có tiền. Tại sao vậy? Tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ chứ? Tại sao vậy? Lẽ nào nghề tốt không có kết quả tốt hay sao? Kìa, ngươi không nhìn xem đây là địa bàn của ai mà dám cướp chén cơm của ông hả? Các ngươi, tám phần người nơi khác tới muốn tới đây giả làm ăn xin hả? Hả? Các huynh đệ, đánh cho ta. Các người bắt người ta lại đi. Đánh nhanh cho ta đi. Đừng đánh nhanh cho ta mà. Đánh đi. Các người đánh đủ chưa vậy? Chết đi. Cướp điện thoại của ta hả?
Cái gì? Gia nhân hả? Ôi trời, ngươi cũng không nhìn lại mình, nghèo khác nào quỷ đói. Còn có gia nhân sao? Ngươi định lừa ai đây? Ta, ngươi đừng có nhiều lời. Ta cảnh cáo hai ngươi, nổi trong một canh giờ lập tức cút khỏi đây. Nếu lại rơi vào tay của ta, ta không tha cho hai ngươi đâu. Cháu huynh đệ, chúng ta đi. Đi, cút đi. Các người, công tử, cậu không sao chứ? Phúc Nhi, Phúc Nhi, Phúc Nhi, người sao rồi hả? Không sao. Giờ rồi trên đường tôi thấy ông lão bán bánh bao. Tôi và ông lão bán bánh bao đó cùng quê, cho nên ông ấy chịu bán thiếu cho tôi. Thật không ngờ họ nói tôi đang xin ăn, cho nên mới... Được rồi, thiệt thòi cho ngươi quá. Công tử, vậy bánh bao đâu? Vừa rồi còn ở đây mà. Hả? Bánh bao. Tại sao vậy? Tại sao ta lại rơi trong hoàn cảnh như vậy? Công tử, ông trời ơi, ông trời ơi, tại sao lại như vậy chứ? Công tử đâu? Hả? Nè, hả? Nè, không phải công tử luyện kiếm ở đây sao? Nếu như không có luyện kiếm ở đây thì chắc là... À, đi. Công tử. Ê, Tỷ Phong, không nhìn thấy công tử đang suy nghĩ đó hay sao? Nhỏ tí một chút đi. Ồ. Công tử ơi, công tử, con có chuyện gì vậy? Công tử, tôi và Tỷ Phong đã đi tìm khắp ở trong thành rồi, nhưng mà không tìm thấy tung tích của giả công tử. Đúng vậy, tôi còn đi tới nhà giả công tử, nhưng mà nhà của họ đã đóng cửa nhiều ngày rồi. Công tử à, có phải cậu nghĩ ra hiện giờ giả công tử đi đâu rồi không? À, công tử, nói vậy là cậu đã biết giả công tử đang ở đâu rồi. Vậy mau nói chúng tôi biết đi, đừng để chúng tôi phải phán đoán nữa. Hai người nói thử xem, Ngọc Thu cô nương đó có xinh đẹp hay không vậy? Xinh đẹp? Tôi cảm thấy Ngọc Thu cô nương rất xinh đẹp. Và nhất là hai người đứng bên nhau, giống như mama đó nói, đúng là trên trời một đôi, dưới đất một cặp. Mama đó nói nửa ngày trời cũng chỉ có câu này là đúng thôi. Theo như ta thấy, Ngọc Thu cô nương này giống như một viên minh châu được cất giấu ở trong Di Hồng Viện. Nè công tử, cậu nói vậy là có ý gì? Cậu cũng biết Ngọc Thu cô nương đó là người ở trong lòng của giả công tử, sao cậu có thể nghĩ tới chứ? Cậu sao có thể háo sắc như vậy? Cậu nè Tiểu Vũ à, xem ngươi nói cái gì vậy chứ? Cái gì mà háo sắc, phải nói là phong lưu. Nè Tiểu Phong, nói câu này rất có lý. Danh sĩ trên đời thường phong lưu. Nếu để ta gặp Ngọc Thu cô nương sớm hơn hả, ta sẽ không để giả nhân có được cô ấy. Nè công tử à. À đúng rồi, nói nửa ngày trời, hai người các ngươi tìm thấy giả nhân chưa vậy? Hai chúng ta đang đứng ở đây nói nửa ngày, không ngờ là công tử không thể chữ nào lọt lỗ tai mình. Rất có thể là... Nói cái gì vậy? Công tử, chúng tôi không có nói gì hết. Tìm thấy chưa vậy? Vậy còn không mau đi tìm. Dạ. Người đó thiệt tình à. Ta thật sự rất đói. Bây giờ ta đói tới nỗi không thể cử động được. Thank you.
Bên ngoài tuy rất dơ bẩn, nhưng bên trong vẫn có thể ăn được. Bây giờ ta thật sự rất đói. Dạ nhân. Dạ nhân. Ngọc Thu. Dạ nhân. Dạ nhân. Ngọc Thu. Sao huynh ra nông nỗi này hả? Dạ nhân. Sao huynh lại ở chỗ này? Sao lại trở nên như vậy? Mới không gặp có nửa ngày, huynh đã hốc hác rồi. Ngọc Thu à, sao muội tìm đến được nơi này vậy? Là muội hỏi A Cúc trong Di Hồng Viện. A Cúc nói huynh bị đuổi ra ngoài, hơn nữa còn bị đánh. Ngọc Thu, muội quay về đi. Bây giờ ta sa sút như vậy, muội đừng có tìm ta nữa. Dạ nhân. Muội không quay về nửa năm trở lại đây. Từ lúc muội gặp huynh, huynh lúc nào cũng tốt với muội, chăm sóc cho muội. Muội làm sao có thể rời xa huynh? Dạ nhân. Huynh gia bại sản, từ xưa tới nay đây là kết cục của người Tế Kỷ Viện. Ta không trách muội. Muội quay về đi. Dạ nhân. Huynh nói như vậy là huynh cho rằng Ngọc Thu muội là loại nữ nhân tham phú phụ bần hay sao? Không phải, muội không như vậy. Đừng nói dạ nhân huynh đã tốn bao nhiêu tiền ở Di Hồng Viện. Ngọc Thu muội yêu là yêu tài hoa của huynh, còn thái độ làm người của huynh. Dạ nhân, trước giờ huynh luôn độ lượng, lạc quan, vui vẻ. Nhưng đó là lúc mà ta có tiền. Còn bây giờ ta sa sút như vậy, tài hoa, độ lượng, lạc quan, có thể đổi được cơm hay không? Chẳng phải là giàu đây ta đang chịu cảnh đói khát hay sao? Dạ nhân. Đúng rồi, trên đường đi muội có mua thức ăn cho huynh nè. Đây. Dạ nhân. Huynh ăn từ từ thôi ha. Dạ Phúc. Phúc gì? Dạ Phúc, ngươi bị sao vậy? Công tử, Ngọc Thu cô nương, Ngọc Thu cô nương, có phải đám người của Di Hồng Viện đánh ngươi ra nông nỗi này không? Không, vừa rồi tôi đi mua thiếu người ta hai cái bánh bao, đám ăn mày đó cho rằng tôi muốn ăn xin, cho nên đánh tôi ra nông nỗi này. Bánh bao? Lúc đó ta thật sự rất đói. Muội hiểu rồi. Dạ nhân, bây giờ người duy nhất có thể cứu huynh chỉ có một người thôi. Cứu ta? Là ai? Bằng hữu của huynh, Lữ Nham. Động Tân. Công tử. Là chuyện gì nữa đây? À công tử, bằng hữu của cậu giả công tử tới rồi. Hả? Má mời vào. Ừ, mời. Giả huynh. Huynh đây là Tiểu Phong, mau đi lấy cho giả công tử y phục khác. Dạ. Không cần đâu. Liệu huynh, ta có một chuyện muốn cầu xin huynh. Được, ngồi đi.
Chuyện gì vậy? Ta muốn thành thân. Thành thân? Chuyện tốt mà. Vậy nên chúc mừng huynh. Nhưng mà dám hỏi người giả huynh muốn cưới không lẽ là Ngọc Thu cô nương của Hồng Di Viện? Đúng vậy. Dạ công tử, rõ ràng cậu biết là công tử nhà tôi không thích những nơi như chốn Thanh Lâu mà. Tiểu Vũ nhiều chuyện. Giả huynh, huynh nói thật cho ta biết đi, huynh thật lòng yêu Ngọc Thu cô nương đó sao? Đúng vậy. Quyết không hối hận? Quyết không hối hận. Vậy huynh muốn ta giúp huynh chuyện gì đây? Thật ra không dám giấu huynh, ta đã xài hết ngân lượng mang theo, cho nên là ta muốn... Ta đã hiểu rồi. Giả huynh muốn ta thay mặt huynh tới chuộc thân cho Ngọc Thu cô nương, sau đó sẽ cử hành hôn lễ. Không sai. Tiền ta nợ huynh, ta sẽ mau chóng trả lại. Nè, chúng ta là huynh đệ, số bạc nhỏ này đối với ta mà nói không là gì cả. Nhưng nếu như muốn ta giúp huynh làm chuyện này, huynh phải hứa với ta một chuyện. Huynh cứ nói, huynh nói gì ta cũng đồng ý. Chính miệng huynh nói đó nha. Được. Vậy thì bắt đầu kể từ ngày huynh thành thân trở đi, phải cho ta mượn Ngọc Thu cô nương dùng trong 3 ngày. Cái gì? Cho huynh mượn Ngọc Thu 3 ngày? Huynh đang đùa hả? Công tử à. Tiểu Vũ nhiều chuyện. Tôi... Công tử của chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy giúp giả công tử cưới thê tử, không có lợi lộc gì sao được. Đừng nói 3 ngày, cho dù là đến 3 tháng cũng không quá đáng. Ngươi, sao ngươi lại... Liệu huynh, huynh đang nói thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Ta vừa chuộc thân cho Ngọc Thu cô nương, vừa tổ chức hôn lễ cho huynh, tốn kém nhiều như vậy cũng phải được gì đó chứ. Có điều, nếu như huynh không đồng ý với ta thì e là ta không giúp huynh chuyện này được rồi. Huynh... Dạ huynh, ta không kiên nhẫn vậy đâu. Suy nghĩ kỹ đi rồi cho ta biết. Được, ta đồng ý chứ huynh. Ta sẽ tổ chức hôn lễ cho huynh thật tốt. Hay quá. Hậu viện đã chuẩn bị tiệc cho các vị rồi, mời các vị có thỏa sức ăn uống.
Tiểu Phong. Dạ. Mời mọi người. Ở bên này. Đi thôi. Mời mọi người. Thôi. Qua đây, qua đây. Hôm nay phải uống say mới được. Xin mời. Xin mời ngày vui mà. Đi. Xin mời. Động Tân à, Quỳnh nói xem coi tại sao giả nhân đi cưới một cô gái thanh lâu làm thê tử kia chứ. Phải đó. Lại càng khó hiểu là buổi hôn lễ này lại do Quỳnh ấy tổ chức. Nè, chuyện này có gì mà khó hiểu? Giả nhân là bằng hữu của chúng ta. Cha mẹ của giả nhân đã qua đời từ khi Quỳnh ấy còn nhỏ. Vậy đương nhiên là ta tổ chức thôi. Nhưng mà Thôi, được rồi. Nếu đã như vậy, ta sẽ kéo giả nhân đi chúc mừng với mọi người. Nè, nói vậy là đúng rồi. Chúng ta là hảo bằng hữu, nên cố gắng tiếp đãi các vị khách mời đi. Đừng nên lơ là đó. Được, đi thôi. Nè, công tử à, tôi nghĩ hoài vẫn không có hiểu. Sao công tử lại muốn chiếm tân nương của giả nhân 3 ngày? Không phải là công tử muốn... Muốn làm gì? Lẽ nào ngay cả công tử nhà mình ngươi cũng không tin sao? Đương nhiên tôi tin rồi. Công tử đều luôn giữ mình trong sạch, không tìm gái thanh lâu, tâm địa lương thiện, chính trực ngay thẳng, xưa nay đều sẵn lòng giúp đỡ người. Nhưng mà công tử à, tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao công tử muốn chiếm tân nương của giả nhân 3 ngày. Nếu làm như vậy, giả công tử sẽ thành quy công tử rồi. Nếu nghĩ thông rồi thì không phải đưa người vào động phòng hả? Ủa, vậy chuyện này là sao ta? Đồng Tân, Giả Huynh, chúng ta có một ước định. Sau khi thành thân, nhường tân nương tử cho ta 3 ngày. Hả? Huynh không quên chứ? Đồng Tân à, ta cứ tưởng là Huynh nói đùa thôi chứ. Nè, chuyện này sao lại nói đùa được? Huynh không thể ức hiếp thê tử của bằng hữu được. Sao gọi đây là ức hiếp thê tử của bằng hữu? Đây là chuyện Huynh hứa với ta đó. Ta tin Huynh là người biết giữ chữ tín, có đúng không? Tiểu Phong, Tiểu Vũ. Dạ. Giả công tử đã uống nhiều rồi, đưa Quỳnh ấy về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Ta muốn gặp Ngọc Thu. Nè, đi đi. Ta không đi. Đi thôi. Ta không giả đi tử. Ta muốn vào trong. Đi thôi. Ta không đi. Đi thôi. Ta không đi. Đi đi mà. Tiểu Phong. Hả? Dạ công tử, vẫn cứ uống hoài, uống về sẽ say đó. Ngươi cứ để công tử uống say đi. Nếu như không say, cứ đòi xông ra ngoài như lúc nãy, vậy còn khiến cho chúng ta mệt chết có đúng không? Dạ công tử à. Nè, dạ công tử à. Nè, dạ công tử à. Dạ công tử à. Ngồi nha. Ta muốn đi gặp Ngọc Thu. Ngồi xuống đi, xuống rồi xuống. Bỏ ta ra đi. Đừng có làm vậy mà, dạ công tử à. Dạ công tử, xuống đi mà, ngồi xuống đi mà, dạ công tử. Dạ công tử. Nè, dạ công tử à, cậu đã hứa với công tử nhà của tôi là để Ngọc Thu cô nương cho công tử nhà tôi mượn 3 ngày mà cậu không nhớ hay sao hả? Bây giờ tại sao cậu lại... Đúng là ta tưởng là Quỳnh ấy nói đùa. Hả? Nhưng mà Đồng Tân lại làm như vậy thật. Đúng là mặt người giả thú. Giả công tử, cậu quá đáng rồi đó.
Cái gì mà mặt người giả thú? Công tử nhà tôi tốn đến 10 lượng vàng để mà chuộc thân cho Ngọc Thu cô nương đó. 10 lượng vàng? Phải, là 10 lượng vàng. Tú bà đó nhìn thấy công tử như là sư tử há to miệng, từ 5 lượng, 6 lượng cứ tăng lên, tăng đến 10 lượng, bà ta còn tăng. Cuối cùng công tử nổi giận muốn lấy lại ngân lượng, bà ta mới đồng ý để cho Ngọc Thu chuộc thân đó. Đúng vậy. Cho nên cậu nghĩ xem, 10 lượng vàng đó mua được bao nhiêu cô nương đây? Vậy nên để Ngọc Thu cô nương cho công tử nhà chúng tôi cũng là chuyện đương nhiên thôi mà. Cái gì đương nhiên chứ? Hai người thiểu cái gì? Dạ công tử à, tôi tôn trọng cậu là bằng hữu của công tử nhà tôi, đối đãi khách sáo với cậu. Cậu cũng là người đọc sách, tại sao lại mở miệng nói mấy lời như vậy? Như vậy là sỉ nhục văn nhân. Ê, trời ơi, cái miệng của ngươi. Đúng là như vậy mà. Dạ công tử à, hồi nãy Tiểu Phong nói cũng không có sai đâu ha. Tôi không có ý đó. Ý của tôi là với con người công tử nhà của tôi á, chắc chắn không có làm chuyện có lỗi với bằng hữu đâu. Cho nên cậu cứ bình tâm lại ha, đợi 3 ngày ha. 3 ngày sau cậu sẽ hiểu rõ dụng ý của công tử nhà tôi thôi mà. Hả? Tiểu Vũ à, tội gì phải đồng tình với hắn? Trời ơi, hắn vì một cô nương phong trần mà khuynh gia bại sản. Công tử chúng ta làm như vậy cũng là điều nên làm thôi. Ngày đầu quen công tử hay sao chứ, bây giờ mới hiểu ý công tử hả? Vậy ta đương nhiên là hiểu công tử rồi. Nhưng công tử đã nói rồi, tính của danh sĩ thích phong lưu. Nếu không tốn ngân lượng làm gì? Đúng rồi, không phải ngân lượng, là vàng đó. Tốn hết 10 lượng vàng đó, không tự hưởng một lần, thật là có lỗi với bản thân. Lữ Đồng Tân, Lữ Đồng Tân. Ngọc Thu. Lữ công tử. Ừ, là ta. Ta tốn nhiều ngân lượng như vậy chuộc thân cho cô, cũng nên có được cô trước mới đúng chứ. Làm như vậy thật, ngươi đúng là tên súc sinh, không bằng cầm thú. Bây giờ đó. Mặt người giả thú. Dạ công tử. Dạ công tử. Dạ công tử. Được rồi, cuối cùng cũng ngủ. Mệt chết đi được. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây chứ? Làm sao cái gì? Chúng ta đi xem công tử chúng ta đang làm chuyện gì đi. Ngươi muốn làm gì? Nhanh lên. Trời ơi. Ngọc Thu. Ngọc Thu.
Trong đêm tân hôn, tân nương không thể tùy tiện mở khăn trùm đầu. Nàng cứ dựa vào bên giường nghỉ ngơi một chút đi. Chờ ta tỉnh rượu đã. Lạ thật, hôm nay là đêm động phòng qua chứ, tại sao tướng công lại lấy sách ra đọc chứ? Có phải là mình nên qua đó gọi chàng ấy không? Không được, tướng công còn chưa mở khăn trùm đầu, mình là tân nương sao lại tới tìm chàng ấy được? Hay là mình cứ ở đây nghỉ một chút, đợi chàng ấy qua đây. Chuyện này đúng là lạ thật á. Tại sao công tử không đọc sách ở thư phòng mà phải tới chỗ này để đọc chứ? Kỳ lạ quá. Giả công tử ở trong phòng vừa khóc lóc thị tê, nói năng lung tung, vừa đập phá đồ đạc nữa, còn nói công tử của chúng ta có lỗi với hắn. Chuyện này hay đó, công tử còn có tâm trạng đọc sách à? Đúng là lãng phí đêm xuân tốt đẹp. Trời ơi, Tiểu Phong, đừng nói nữa. Ông trời ơi, con cầu xin người cho trời mau sáng, chứ nếu không đêm nay chúng con khó vượt qua. Cầu xin ông, cầu xin ông. Ngọc Thu cô nương, Ngọc Thu cô nương. Cô là... Tôi là nô tỳ của Lữ Phủ, Tiểu Thúy. Chào Ngọc Thu cô nương. Chào. Xin hỏi, xin hỏi giả công tử đâu? Giả công tử có việc ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi? Đi đâu vậy? Chuyện này Tiểu Thúy cũng không biết. Công tử nhà tôi căn dặn, mời cô nương rửa mặt chải đầu xong hãy dùng thiện ở trong phòng. Vậy làm phiền cô đưa ta đi gặp công tử nhà cô đi, chỉ một chút được không? Ta muốn đa tạ huynh ấy. Công tử nhà tôi đi ra ngoài cùng giả công tử rồi. Công tử nhà tôi dặn dò là Ngọc Thu cô nương không cần chuẩn bị lễ, cho nên trong 3 ngày này mời cô nương ở trong phòng không cần ra ngoài. Như vậy hỷ khí mới chiếm hết toàn bộ căn phòng. Để hỷ khí tràn đầy, hồng phúc tràn ngập, tôi sẽ đưa thức ăn và đồ dùng đến. Giả công tử sẽ về trễ một chút. Được, đa tạ, đã làm phiền cô. Hey, giả công tránh tử ra đi. Tránh ra, đừng mà. Giả công tử, tử à. Nè. Nói đi, đêm qua ngươi đã làm gì? Đêm qua đương nhiên là ở trong phòng cùng tân nương tử tới sáng rồi. Lẽ nào huynh đã... Nè giả huynh, huynh hứa với ta để cô ấy cho ta 3 ngày, cho nên những chuyện trong 3 ngày này huynh không nên biết làm gì.
Dù liêm sĩ. Ta đi tìm nàng ấy. Vậy ta sẽ trả cô ấy về Di Hồng Viện. Huynh đã hứa để cô ấy cho ta 3 ngày. Huynh không thể nuốt lời. Biết trước như vậy ta đã không thành thân. Ôi trời, vậy thì quá tốt rồi. Người nói thành thân là huynh, nói không thành thân cũng là huynh. Nếu biết trước huynh không muốn thành thân như vậy, vậy ta đã đưa cô ấy về Di Hồng Viện, tiết kiệm được ngân lượng ta đã phí phạm. Ngươi. Dạ công tử à, công tử nhà của chúng tôi không giống như cậu đã nghĩ đâu. Tiểu Vũ, nhiều chuyện. Lạ thật, cũng là ngày thứ 3 rồi, tại sao tướng công không chịu qua đây mở khăn trùm đầu của mình ra? Hay là chàng ghét bỏ mình, không cần mình nữa? Nhưng mà nếu chàng không cần mình thì tại sao chàng lại giúp mình chuộc thân? Hơn nữa còn dùng kiệu hoa chính thức đàng hoàng cưới mình về nhà. Rốt cuộc chuyện này là sao đây chứ? Tuy Ngọc Thu cô nương này xuất thân thấp hèn, nhưng có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tuân thủ chuẩn mực. Giả huynh, huynh đúng là đã cưới được một nương tử hiền thục rồi. Dạ công tử, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Ngươi hỏi ta muốn làm gì sao? Là công tử nhà ngươi nói là 3 ngày, bây giờ đã qua 3 ngày rồi. Ta đang muốn hỏi hắn, hắn làm gì Ngọc Thu rồi? Cùng lắm thì làm lữ phu nhân 3 ngày. Tiểu con, Lữ Đồng Tân, ngươi. Chúc mừng giả huynh cưới được một vị cô nương tốt. Lữ Đồng Tân, ta thật sự mù mắt khi đã kết giao với ngươi. Ngọc Thu, sao Ngọc Thu vẫn còn đội mũ phượng khăn trùm vậy? Khăn trùm vẫn chưa lấy xuống. Chuyện này là sao? Ngọc Thu, Ngọc Thu, Ngọc Thu. Tướng công, sao nàng dựa vào đó mà ngủ vậy? Tướng công, chàng lấy khăn trùm đầu của thiếp xuống đi.
Ngọc Thu, Ngọc Thu, tại sao nàng khóc vậy? Ai ức hiếp nàng sao? Đương nhiên là có người ức hiếp thiếp. Là Lữ Động Tân phải không? Ta đi tìm hắn. Lữ Động Tân gì chứ? Là người mà nàng kêu ta đi tìm. Phải hắn không? Thiếp vốn chưa gặp huynh ấy mà. Chưa gặp hắn à? Vậy chuyện này là sao? Tướng công, thiếp hỏi chàng, nếu chàng không yêu thiếp, không thích thiếp, sao lại đón thiếp từ Thanh Lâu ra ngoài? Nếu chàng không yêu thiếp, sao lại muốn chuộc thân cho thiếp, thành thân với thiếp chứ? Ngọc Thu à, đương nhiên là ta yêu nàng. Nếu đã như vậy, vậy tại sao suốt 3 ngày nay không mở khăn trùm đầu cho thiếp, không nói một lời, để thiếp một mình ngồi bên giường, dựa vào thành giường mà ngủ? Còn chàng, chàng ở phía sau bình phong đọc sách cho tới trời sáng, không quan tâm tới thiếp. Chàng có ý gì chứ? Ngọc Thu, chuyện này là sao chứ? 3 ngày nay hắn đều ở trong phòng đọc sách, không làm gì với nàng sao? Hắn? Chàng nói ai vậy? Chuyện này là sao chứ? Ngọc Thu, 3 ngày nay người ở trong phòng không phải là ta. Cái gì? Không phải chàng? Vậy là ai? Là Lữ Động Tân. Là Lữ công tử? Đúng vậy. Lúc đó ta nghe lời của nàng, đi tìm hắn giúp đỡ, giúp ta bỏ ngân lượng chuộc nàng ra, sau đó tổ chức hôn lễ. Nhưng mà thật không ngờ rằng hắn ép ta. Từ ngày thành thân trở đi, nhường nàng cho hắn 3 ngày. Ta vì không muốn để nàng quay lại Chi Hồng Viện nên ta đã đồng ý. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Đúng vậy, lúc đầu ta cứ tưởng là hắn nói đùa thôi. Nhưng mà sau đó vào đêm động phòng, hắn không cho ta vào trong phòng. Hắn còn ép ta đến phòng khách để ngủ, còn kêu người hầu quán đi theo canh giường cho ta nữa. Đêm đó ta ở phòng khách uống rượu đến say khướt, ta cũng không biết là hắn đã làm gì. Ngày thứ hai thức dậy, ta đi tìm hắn, nói là muốn gặp nàng, nhưng mà hắn ngăn cản không để cho ta gặp nàng. Hắn nói với ta bắt buộc phải đúng 3 ngày chúng ta mới được gặp mặt nhau. Lữ công tử này có ý gì đây? Bây giờ ta cũng không hiểu. Như nàng đã nói, nếu hắn ở trong phòng đọc sách suốt 3 ngày như vậy, hắn không hề có... Ta thật sự không hiểu. Không được, ta phải đi hỏi rõ. Khoan đã. Sao vậy? Lữ công tử làm như vậy là gì? Người chàng cưới là cô gái Thanh Lâu, cho nên không yên tâm cho chàng. Kế 3 ngày của công tử cũng là muốn để chàng biết, sau khi thành thân đừng quên chăm chỉ học hành, thi lấy công danh. Công tử muốn chàng hiểu rõ, đừng nên quên việc, không ngừng cầu tiến. Thì ra quên ấy tính toán chu đáo như vậy. Phải đó, Lữ công tử đúng là tính toán chu đáo. Hơn nữa công tử còn là một chính nhân quân tử. Tướng công, chúng ta mau đi đa tạ Lữ công tử đi. Được, xin nhận ta một lạy. Xin nhận Ngọc Thu một lạy. Hai người làm gì vậy? Đứng lên, đứng lên đi. Đồng Tân, ơn đức của huynh đối với ta rất lớn, ta cảm thấy hổ thẹn. Lữ công tử, tướng công nói ta biết rồi, Ngọc Thu có thể thoát khỏi Thanh Lâu nhờ công tử giúp không ít. Vào ngày thành thân cũng toàn nhờ cậy Lữ công tử một tay lo liệu. Không chỉ vậy, Lữ công tử còn dốc hết tâm tư
âm thầm lặng lẽ nhắc nhở chúng ta. Muốn tướng công đừng quên sau khi cưới nương tử phải chăm chỉ đọc sách, cầu lấy công danh. Cũng để Ngọc Thu biết là sau khi thoát khỏi Thanh Lâu phải là một hiền thê lương mẫu, làm tốt trách nhiệm của nương tử. Ơn đức lớn này Ngọc Thu và tướng công không biết lấy gì báo đáp. Xin nhận ba lại của ta và tướng công, thể hiện tâm ý chúng tôi. Đừng đừng đừng, không được đâu, không được đâu, không được đâu. Hai người quỳ xuống đã giảm thọ ta rồi, nếu hai người còn lại ta nữa thì ta sẽ giảm thêm tuổi thọ đó. Mau đứng lên. Được, nếu hai người đều không đứng lên vậy ta sẽ quỳ cùng với hai người. Công tử, không được làm gì. Lỗi công tử là ân công của chúng tôi, người quỳ xuống không phải giảm thọ của chúng tôi sao? Nếu như công tử đã muốn quỳ vậy thì những kẻ hạ nhân như chúng ta không lý nào không quỳ. Cùng quỳ đi, chúng ta sẽ cùng quỳ. Giả huynh góp phần đồng vui đó. Nếu như hai người còn không đứng dậy thì tất cả mọi người đều quỳ xuống hết đó giả huynh. Phải đó, phải đó. Đứng lên, đứng lên. Mọi người đứng lên đi nè. Ai có thể cho ta biết được là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không vậy? Huynh đừng hỏi ta chuyện này, ta chỉ biết giả huynh vì muốn thành thân vui mừng đến đầu óc ngốc luôn rồi. Hay là để tôi nói cho các vị biết nè, ngồi xuống đi. Nè, mau nói bọn ta biết đi. Ta muốn biết thật mà. Giả huynh, huynh có thể hiểu nỗi khổ tâm của ta, ta cảm thấy rất được an ủi. Nếu không thì ta thực sự thấy oan ức đó. Liệu huynh, trong lòng ta biết rõ. Đa tạ huynh. Lữ công tử, Ngọc Thu thật không biết phải cảm tạ huynh thế nào. Nè, không biết cảm tạ ta thế nào vậy thì đừng nói nữa. Sau này cô chính là tổ tổ của bọn ta, cố gắng chăm sóc cho giả huynh thì không còn gì bằng. Nếu hai người cần gì cứ tìm trong phủ trước, nếu có việc lấy đi. Nếu tìm không thấy thì hỏi Tiểu Thúy, ta đã dặn dò hết rồi, Tiểu Thúy sẽ tìm giúp cho. Hê, cũng có thể hỏi tôi nè, tôi chính là tiểu tổng quản ở phủ này đó. Ôi trời. Đa tạ. Đông Tân à, không ngờ rằng huynh lại có cao chiêu như vậy á, ta thực sự phục huynh rồi. Điều này cho thấy giả huynh lấy được Ngọc Thu cô nương hoàn toàn là một cô nương băng thanh ngọc khiết đó. Đương nhiên vậy rồi. Nè, chúng ta chúc phu thê họ bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Đa tạ. Đa tạ các đa vị. Đa tạ. Đúng rồi, Lữ công tử, ta từng nghe tướng công nhắc là gần đến kỳ thi, các vị định khi nào vào kinh? Ha, còn nói nữa, công tử nhà tôi đúng ra đã tính vào kinh ứng thí mấy ngày trước. Nếu không phải vì hai người muốn thành thân nên phải nán lại thì tôi và công tử đã lên kinh từ lâu lắm rồi. Nhiều chuyện. Chuyện thành thân nhỏ, cậu lấy công danh là lớn. Đến giờ thiếp đã là người của chàng, được Lữ công tử giữ lại, thiếp ở đây cũng thấy yên vui. Vậy hay là chàng mau vào kinh đi. Nè, hay là như vậy đi, sau khi thành thân đã bị ta chiếm 3 ngày rồi, mấy ngày tiếp theo hai người cứ tận hưởng niềm vui tân hôn đi. Sau 3 ngày nữa ta và giả huynh lên kinh ứng thí. Tăng huynh, cao huynh có hứng thú đi cùng chúng ta không? Lữ huynh, chúng ta đâu phải là người giỏi về chữ nghĩa chứ, chuyện lên kinh ứng thí hay là hai huynh cứ đi. Đúng vậy đó, hai chúng ta ở đây chúc phúc hai huynh lên đường bình an, trúng cử khoa thi, đề tên bản vàng. Đa tạ hai vị.